Thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn sử dụng các khối neuron và Fuji điều khiển mô hình con ngắt được quay. Thì các cái kết quả của thầy sử dụng ở đây đó, nó dựa vào các kết quả đề tài và bài báo của thầy Nguyễn Minh Tâm và các thành viên nghiên cứu đề tài của trường Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thầy có xin phép những thầy cô trên để sử dụng cái code này để tạo ra các clip hướng dẫn cho sinh viên, và các sinh viên của Sư phạm Kỹ thuật cũng có thể sử dụng cái code này để mà thực hiện cho các đề tài, đồ án môn học, hoặc là luận văn tốt nghiệp, hoặc là nghiên cứu bài báo, và những bạn sử dụng các mô hình để nghiên cứu cho vui thôi cũng được. Còn các bạn sinh viên ngoài trường cũng có thể coi clip này để có thể tham khảo thêm, có thể góp ý thêm cho các thành viên. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử một cái file mô phỏng mà điều khiển bám quỹ đạo khi mà sử dụng bộ điều khiển là một bộ neuron. Bộ neuron này nó học cái bộ điều khiển trượt, và bây giờ nó sẽ bắt chước bộ điều khiển trượt, nó điều khiển ổn định được hệ thống bám theo cái quỹ đạo, bám theo cái quỹ đạo cho trước là hình sin rồi hình xung vân vân. Có nghĩa là ở đây cái con lắc ngược quay của mình, cái con lắc nó vẫn giữ thăng đứng, nhưng con liền qua là cái cánh tay nó sẽ di chuyển theo quỹ đạo, cánh tay nó sẽ di chuyển theo quỹ đạo hình sin hoặc là hình xung, hoặc là cũng có thể nó đứng yên nữa. Đứng yên có nghĩa là quỹ đạo không. Thì ở đây được trước tiên mình muốn chạy mô phỏng thì mình phải nhập thông số hệ thống, thì mình mở cái thông số .txt này ra. Đây, thông số hệ thống đây. Mình Ctrl A xong mình copy, xong mình paste enter. Rồi bây giờ có thông số hệ thống rồi, bắt đầu mình chạy nha. Ở đây là góc alpha, góc lệch của con lắc đây. Nó sẽ hiện lên cái scope 4 này, còn cái beta này là góc cánh tay. Góc cánh tay này mình sẽ trừ đi hoặc là cộng đi một đoạn, đó là cái quỹ đạo mình mong muốn. Có nghĩa là mình làm lệch đi cái tính mình làm lệch đi cái điểm mong muốn á. Chẳng hạn như mình muốn điểm nó về không, nhưng mà có điều mình cố ý mình cộng trừ một đoạn vô để mình làm lệch cái điểm nó đi. Thì thực ra cái này điều khiển theo quỹ đạo này nó cũng không có gọi là chính quy cho lắm. Cái điều khiển theo quỹ đạo thực sự á, là mình phải xét cái quỹ đạo bên trong cái phương trình toán học, trong cái phương trình mà bộ điều khiển luôn. Nhưng mà ở đây á, thì mình đặt cái tín hiệu đặt ở ngoài ha. Mình cố tình mình làm lệch đi cái điểm đặt cân bằng để mà hệ thống nó nhận định về cái điểm đặt cân bằng sai đi, để nó chạy theo cái quỹ đạo mình mong muốn. Thì ở đây quỹ đạo của mình là hình xung hoặc là hình sin vân vân, hoặc là mình đặt constant không ở đây cũng được nữa, thì có nghĩa là hệ thống sẽ bám theo quỹ đạo cân bằng. Ở đây là đạo hàm rời rạc, nè. Đây là alpha, dot. Đây là cái beta, mà đã bị lệch rồi đó nha. Và đây là beta dot, là đây, ha. Còn đây á là cái quỹ đạo nhưng mà đã được đạo hàm đi 2 lần. Còn cái khối này á là cái khối mà mình đặt để mà chẳng hạn như hệ thống của mình khi nó chạy vượt quá giới hạn, có nghĩa là cái con lắc nó lệch ra khỏi vị trí cân bằng rồi thì cho dừng mô phỏng luôn, chứ không là nó treo chương trình mô phỏng của mình. Chương trình của mình mô phỏng nó cứ chạy hoài, nó bị treo, nó báo lỗi. Thì bây giờ hễ mà con lắc nó lệch khỏi vị trí bao nhiêu đó, cái alpha này lệch khỏi vị trí bao nhiêu, con lắc không còn ở vị trí cân bằng nữa, lập tức dừng chương trình mô phỏng liền để đỡ mất thời gian ha. Thì khi nãy mình đã chạy thông số mô hình rồi, bây giờ mình sẽ cho chạy hệ thống luôn. Nó đang chạy. Bật cái scope lên. Này, nó gấp con lắc nè. Cứ mỗi lần mà cái beta nó thay đổi, nghĩa là cánh tay nó di chuyển tới vị trí mới, thì cái con lắc nó dao động một chút nhưng nó vẫn về vị trí cân bằng. Cái tín hiệu xung của mình ở đây á, là một cái xung có biên độ là pi chia 4 và có chu kỳ là 20 giây, trong đó 50% á, là chu kỳ đi lên và 50% chu kỳ đi xuống. Có nghĩa là 50% thời gian 10 giây á, 10 giây thì nó là ở mức pi chia 4, còn 10 giây còn lại nó ở mức 0 ha. Các bạn có thể coi cái quỹ đạo hình xung bằng cách đặt scope ở đây này để kiểm tra ha. Còn beta ở đây, mình sẽ bật beta lên mình coi, thì mình thấy nè,
con lắc nó vào cái cánh tay nó dao động, nó bám theo cái vị trí BG4, sau đó sau 10 giây thì nó sẽ chuyển tới vị trí không, nhưng mà có điều nó phải mất một khoảng gian quá độ để nó về vị trí không. Hết 10 giây thì nó lại lên BG4 lại. Cái khoảng này là do nó dao động nè, có nghĩa là khi mà mình đặt cái điểm đặt mới đi thì nó phải dao động cái rồi nó mới bắt đầu bám theo cái điểm đặt mới. Còn nếu mà mình muốn điều khiển hình sin á thì mình xóa bỏ khối bool generator này, mình bật hình sin vô. Rồi mình bấm. Rồi. Đó, mình thấy không? Con lắc thẳng đứng luôn. Có nghĩa là cái con góc alpha con lắc nó dựng thẳng đứng lên luôn. Còn cái beta thì nó bám hình sin. Đó, beta nó bám hình sin nè. Thấy không? Bám theo cái quỹ đạo cho trước. Rồi chẳng hạn như bây giờ bạn muốn nó bám theo một cái đường thẳng, nó quỹ đạo nó bám về không ha, thì bạn chỉ cần chỉnh nào đi này về không thôi ha. Xong mình chờ, bạn đặt khối công xăng mà giá trị không ở đây cũng được, giống nhau thôi. À đây về vị trí không nè, còn beta nè, beta về vị trí không nữa không, thẳng băng luôn, có nghĩa là alpha nó con lắc ngược thẳng đứng lên và góc beta nó về đúng vị trí không, nó cũng đứng yên ở đó luôn. Ha. À cái khối này có hay không có cũng sao, nếu hệ thống mình điều khiển mà được rồi thì cái khối này cũng không cần cũng được ha. Rồi. Và điều khiển ổn định bấm ổn định tại chỗ nè. Xin lỗi, bây giờ nó đang bám sung chứ, bám sung nè. Bám sung nè. Bám sin nè. Bám sin ok. Beta di chuyển theo hình sin nè, hay quỹ đạo sin giống như thằng sin ở đây. Rồi con muốn bám giữ nguyên tại vị trí cân bằng nè. Alpha đứng yên nè, góc góc anh con lắc đứng yên nè. Beta nó về vị trí không nè. Và bộ điều khiển trượt nó được thay thế bằng bộ điều khiển neuron, một cái khối neuron nó bắt chước bộ điều khiển trượt đây. Đó là mình sử dụng cái khối điều khiển thông minh, đôi khi khối neuron để mà học một bộ điều khiển đã có trước. Còn bây giờ á, mình sẽ dùng một khối Fuji mà đã học bộ điều khiển đã có trước. Thì cũng với cái file đó các bạn tháo khối neuron ra, bấm delete chỗ này, xóa mấy cọng dây này đi. Chuyển khối, đây là cái khối mà do Anfit nó tạo ra đấy ha. Có nghĩa là Anfit nó tạo ra cái file chấm fit, và mình sẽ dùng cái khối neuron này để mình bỏ cái file chấm fit đó vô. À, Unfit final. Unfit final đó nó nằm cũng ở trong cái thư mục này luôn, đây nè. Ha. Thì đó, như vậy thì cái thay vì dùng khối neuron để mà bắt chước khối điều khiển trượt thì bây giờ mình sẽ dùng khối M mà do Unfit nó tạo ra để điều khiển trượt, để thay cho bộ điều khiển trượt. Nhấn nút. Sẽ kiểm tra cái góc con lắc. Mỗi khi mà cánh tay nó di chuyển theo cái quỹ đạo hình xung á, thì ngay cái chỗ mà thay đổi vị trí á, là lúc đó cái góc con lắc nó dao động một cái nhưng mà nó trở về vị trí cân bằng liền. Còn mấy bạn muốn thử khối sim thì bỏ vô ha.
tạo của beta bây giờ là sin. Alpha thì nó bám nhưng mà nó bám lượng hơn, nó không có giật giật giống như là khi mà điều khiển xung. Còn nếu mà mấy bạn muốn các bạn muốn điều khiển nó đứng yên một chỗ thì đây nè, ta nó gì không mà anh ta gì không. Còn cái lập trình đổ vô mô hình thực á, thì bạn mình để ở đây. Thì cái này cũng không phải là thầy là lập trình, thầy chỉ là xin chương trình của một số cái thành viên họ làm cái đề tài. Thì bây giờ thầy xin là cái chương trình của họ để thầy làm clip hướng dẫn cho các bạn ha. Thì trong chương trình này họ để chia cái chương trình thực ra thành các cái khối cho nó dễ quan sát. Ví dụ như cái khối này là khối đọc encoder, có encoder rồi từ encoder bắt đầu chuyển đổi về xung góc độ ha. Chuyển đổi về góc độ nữa để mà cho ra được cái giá trị alpha, giá trị beta chính xác. Rồi ở đây họ tạo ra cái khối mà quỹ đạo, ở đây quỹ đạo đang là đứng yên tại chỗ. Nếu các bạn muốn quỹ đạo là hình xung hoặc là hình sin thì mấy bạn bỏ khối xung khối sin vô đây, chỉnh cái biên độ, chỉnh cái tần số. Ở đây những cái khối nào mà tác động tới cái cầu H để điều khiển thì sẽ trong cái khối cầu H này ha, để riêng chuyển đổi công suất cho phù hợp. Còn trong cái khối này nè là để truyền lên máy tính, truyền lên máy tính thông qua cổng USB, thông qua bo truyền nhận. Khối này là các cái khối khai được báo để sử dụng cái target quay dung của STM32 để có thể lập trình được matlab đổ cho STM32. Còn khối sliding là thực hiện giải thuật nè. Sliding là thực hiện giải thuật. Thì trong cái khối sliding này rất là sẽ là cái phần điều khiển. Phần điều khiển này nó lấy các cái kết quả từ các khối beta dot, alpha và dot từ trước ha. Nó chuyển qua đây là cái khối tín hiệu đặt, tín hiệu mong muốn. Rồi khối Fuji ở đây nó lấy cái size số 02.fit này là cái file size số 02.fit nó nằm ở đây ha. Rồi cái này là khối neuron. Còn nếu mà bạn muốn điều khiển Fuji thực tế thì các bạn xóa hai cái chỗ này, các bạn nối cái đường link vô đây. Còn khối neuron bỏ trống thì mình sẽ dùng khối Fuji để mà điều khiển. Fuji này được tạo ra từ cái công cụ Anfis thôi ha. Thì đây là cái code để mà đổ vào chương trình thực tế. Tất nhiên các bạn sẽ cần hiệu chỉnh lại để cho phù hợp với cái mô hình thực tế của mấy bạn. Còn cái khối neuron với khối Fuji đó nó đều học từ cái bộ điều khiển trượt. Đấy, bộ điều khiển trượt hết. Thì bộ điều khiển trượt đó nó được trình bày trong cái bài báo Trajectory Tracking for Furuta Pendulum for Incremental Sliding Mode Control của nhóm nghiên cứu. Các bạn sẽ đọc cái bài báo này, có đường link ở đây nè, mấy bạn có thể download về ha. Có nghĩa là mình có một cái bộ điều khiển được quỹ đạo, điều khiển được cái vị trí rồi, đó là bộ điều khiển trượt cho cái hệ con lắc ngược quay này. Thì sau đó mình sẽ dùng công cụ neuron để tạo ra bộ neuron. Mình sẽ dùng công cụ Anfis để tạo ra cái khối mờ để mà từ đó điều khiển được cái hệ thống này bằng cách dùng khối neuron hoặc khối mờ thay thế hoàn toàn cho cái bộ điều khiển trượt.
ta vẫn đạt được cái yêu cầu điều khiển cần thiết. Thì cái quá trình mà nhận dạng để mà cho bộ điều khiển nó rong hoặc là bộ điều khiển Enfit này nó bắt chước được bộ điều khiển trượt á, thì mình cứ thu thập ngõ vào ra của bộ điều khiển trượt, sau đó cái mình dùng cái bộ dữ liệu đó để mình huấn luyện cho nó rong hoặc là mình huấn luyện cho cái Enfit để mà tạo ra bộ điều khiển thông minh tương ứng ha. Thì cái file mô phỏng và cái file bám mô hình thực tế thì thầy up lên trên đây để các bạn có thể download về và sử dụng cho các cái ứng dụng của mấy bạn, các bạn có thể tham khảo. Chứ các bạn lấy cái này đổ vô, chẳng hạn như mấy bạn lấy cái chương trình thực tế này đổ vào cái mô hình của mấy bạn chắc chắn nó sẽ không chạy nha, tại vì cái mô hình nó phải đúng với cái mô hình mà thầy đã sử dụng thì nó mới chạy được. Nhưng tuy nhiên các bạn có thể tham khảo các cái khối này trong đó để có thể hiệu chỉnh để phù hợp với cái mô hình của các bạn, tại vì cái chương trình chạy thực tế này nó phụ thuộc vào mỗi mô hình.